Tôi sẽ đi vào cái xóm hẻm của ông Trùm mình. Có những hẻm nhỏ nhỏ. Cái này không biết còn có đường đi ra không đây ta? Dạ, xin đi đồng mến chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là cầu quay Khánh Hội. Xin đi đang đứng ở dòng kênh Bến Nghé. Bên kia là bến Chương Dương, quận Nhất. Và hướng này thì chúng ta cũng nhìn thấy cầu Móng. Đây, một hình ảnh rất là quen thuộc. Và Sunny đang ở con đường Bến Vân Đồn, quận 4, ngay góc cầu Khánh Hội anh chị. Khi mà nhắc đến quận 4 thì chúng ta nghĩ đến một cái mảnh đất giang hồ Sài Gòn. Đây là một cái nôi của nhiều anh chị khét tiếng, trong đó có ông Trùm Năm Cam, thời Năm Cam. Và với video clip này thì Sunny sẽ đi vào cái xóm hẻm của ông Trùm anh chị ha, ông Trùm Năm Cam năm xưa. Đối với quận 4 ngày hôm nay thay đổi rất là nhiều anh chị. Con đường Bến Vân Đồn có những cái building nhà lầu, với những con đường hoàng diệu, nhà lầu building không. Nhưng mà đâu đó thì có những cái xóm người lao động. Mà ngày xưa thì đây là vùng đất giữ. Khi mà nói đến vùng đất giữ Sài Gòn thì chúng ta có những cái vùng đất giữ như là xóm Thùng nè, cây da xà nè, Mã Lạng, Đồng Tiến nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt là xóm hẻm của ông Trùm trên con đường Tôn Đản, và Sunny đứng đây để mời anh chị cùng đi với Sunny nha, để coi cái xóm hẻm như thế nào. Ngày xưa thì Sunny không dám qua bên đây đâu anh chị, sợ lắm. Liếc liếc nhìn nhìn mất công lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì Sunny cũng muốn cập nhật gửi anh chị và các bạn ở đây mà ngắm buổi tối, ngắm về Sài Gòn bên hướng quận Nhất thì lung linh lắm. Rồi, bây giờ thì mời anh chị cùng đi nha. Ở dưới cầu thì chúng ta xa xa chúng ta thấy cột cờ Thủ Ngữ bến Bạch Đằng đó anh chị. Rồi, chúng ta xuất phát từ cầu Khánh Hội, đi theo con đường Trịnh Minh Thế và đi Tôn Đản nha anh chị ha, vào cái mê cung xóm hẻm. Xin đi bên hông cầu Khánh Hội. Cái cầu Khánh Hội được lập mới rồi, ngày xưa thì nó nhỏ lắm. Và trước mặt anh chị có một con đường mang theo dòng sông Sài Gòn, có rất là nhiều cảng để chúng ta tới cầu Tân Thuận. Nhưng mà đi một đoạn thôi thì Sunny sẽ quẹo con đường Tôn Đản. Một mảnh đất được bao bọc bởi những dòng kênh, dòng sông, đó là sông Sài Gòn, dòng kênh Tẻ và dòng kênh Thị Nghè. Đối với cảng Sài Gòn thì cái mảnh đất này tương lai thì cũng đang giải tỏa đền bù, không còn làm cảng ở đây nữa. Nó trở thành một cái cảng du lịch thôi, những chiếc du thuyền vào đây đậu. Và nó có những nhà hàng trên sông. Mé trái là thủy đài anh chị thấy không? Đây là một mảnh đất vàng, nghe nói là một cái dự án ở đây sau này có thể là làm công viên, có thể là làm những cái building dọc theo sông Sài Gòn. Nhưng mà đây cũng đang treo anh chị. Hiện tại là cái các nhà đầu tư bất động sản cũng đang mệt mỏi, kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn lắm. Rồi, mé bên phải là chúng ta quẹo vào chợ Xóm Chiếu, một địa danh. Khi mà nhắc đến địa danh quận 4 thì chúng ta không thể nào chúng ta quên được chợ Xóm Chiếu. Đây, cái đường quẹo vào là anh chị Lê Văn Linh. Hồi nãy là đi qua ngang qua con đường Hoàng Diệu.
Thì đối với những con đường ở quận 4 chính như là Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn, Tôn Đản, Sớm Chiếu, rồi Tôn Tất Thuyết, bây giờ thì nó có những con đường mới sau này. Ví dụ con đường Khánh Hội chẳng hạn. Con đường Khánh Hội ngày xưa là một cái hẻm của Tôn Tất Thuyết thôi, một cái con đường đất đỏ, và ngay cái góc phía trước mặt anh chị thấy những nhà ngói, mà những nhà xưa cũ đó, đó là con đường Tôn Đản. Còn để đi vào cái xóm của ông Trùm Năm Cam đó thì nó là hẻm 148. Chúng ta cùng nhau ngoằn ngoèo trong cái hẻm đó anh chị ha, để coi ngày hôm nay thì nó có phức tạp, có giang hồ hay không. Tất nhiên ở đâu thì cũng có người này người kia. Mình đừng có chọc người ta thôi, thì cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng mà ngày xưa không dám, ngày xưa đi vào đây không dám đâu anh chị. Cái thời gian mà sinh đi học thì không dám đâu. Đây, đây cái góc này. Rồi bây giờ chúng ta quẹo Tôn Đản nha anh chị. Thì sinh đi muốn cập nhật những hình ảnh đường xá, sớm hẻm Sài Gòn gửi tới anh chị đi khắp nơi luôn. Thời tiết Sài Gòn thì bây giờ khoảng 10 giờ anh chị ha, xin lỗi anh chị, 10 giờ những ngày cuối tháng 4, thời tiết Sài Gòn thì nắng nóng, đang có hiện tượng El Nino nên nóng dữ lắm. Nhiệt độ giờ chắc khoảng 37 độ. Nhưng mà đi ngoài đường nữa, cái hơi nhựa nó hắt lên. Rồi xe máy, cái nhiệt xe máy nữa thì nó cũng phải lên 39-40 độ. Những ngày này thì cứ đi một đoạn thì ghé vô một cái quán nước nào đó, uống một ly nước giải khát. Rồi đây thì bên phải là chúng ta có con đường Đoàn Văn Bơ, bên trái cũng vậy. Là Đỗ Thành Nhân ngày xưa đó, và máy bên trái thì đó là chợ Cầu Cống. Bây giờ người ta cũng không cho buôn bán đâu, nhưng mà người ta cũng bán dọc theo hai bên đường. Cứ dí là chạy thôi, dí là chạy. Cái đình anh chị thấy nó bị thụt xuống dưới nè. Không biết đình gì. Rồi 148 anh chị ha. Đó, con đường Tôn Đản. Bên phải là con đường Vĩnh Khánh. Buổi tối thì ôi thôi nhộn nhịp lắm, phố ốc, thiên đường ốc, bán đủ thứ loại ốc. Nhà cửa anh chị thấy cũng còn lụp sụp lắm ha anh chị ha. Nếu mà đi thẳng con đường này thì chúng ta đến con đường Tôn Tất Thuyết. Đây con hẻm này anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá nha anh chị ha. Sớm của ông Trùm đây. Ngày xưa mà cứ đi vào đây coi như là ngoằn qua ngoằn lại là coi như qua một cái xóm hẻm khác. Mê cung mà. Quẹo đây. Thank you.
đi. Ở đây mít lối rồi. Cứ đi vòng vòng. Ôi nó hẻm nhiều, hẻm lắm anh chị ơi. Giờ không biết đi đâu luôn á. Rất là nhiều xe. Nhỏ, có những cái nhỏ nhỏ. Này không biết còn có đường đi ra không đây ta? Đây. Xin lỗi. Chị nhớ một cái mảnh đất mà gọi là cống bà xếp đó à, ví dụ như sau khi ăn hàng xong thế là người ta nhảy bùm xuống dòng kênh Nhiêu Lộc, thế là xong, thế là mất tích. Thì ở đây cũng vậy, cứ sau khi thực hiện phi vụ xong vô hẻm này, quẹo qua cái hẻm này, quẹo qua cái hẻm kia, thế là mất dạng. Ở đây có nhiều con hẻm nhỏ quá trời. Con hẻm nhỏ luôn, quẹo phải coi nó đi đâu. Quá trời. Rất là nhiều con hẻm nhỏ. Nhiều con hẻm nhỏ mà ngại đi vô luôn anh chị. Quẹo đây, quẹo trái cả, và đi đâu? Ở kia giống như một cái chợ tự phát quá. Đây, ở đây có giống cái chợ. Bye.
chị thấy không, chợ quá trời chợ nè. Trong cái hẻm này cũng trở thành một cái chợ nè. Đây chúng ta thấy một những căn nhà lầu, mình quẹo bên trái, à ở đây thì mình vô một cái cư xá. À, cư xá với những con đường nhà mới và con đường số, ví dụ như mình đang đi trên trong đường số 13 đó mình nè, quận tư anh chị thấy không đó, ở ngoài thì anh chị thấy nhà lầu đồ building rồi, nhưng mà thực tế thì bên trong thì nó có những cái xóm hẻm ngoan ngoèo. Đi ngõ nào đây, cứ đi thẳng nha anh chị ha. Đó, cái khu này khu vực mới thay quy hoạch sau này thôi. Khu vực này như là ngọt cục rồi. Ngọt cục. Con đường này cái hẻm 266 Tôn Đản. Vô chùa 266 Tôn Đản cái hẻm anh chị. Thank you.
hẻm là hẻm cục hả ta? Giác cái những cái hẻm này như đi nãy đi rồi thì phải đi về trái coi ha. Rồi à, trời ơi, đúng rồi anh chị, sau khi đi một vòng và chúng ta ra cái hẻm 148, tất nhiên là cái hẻm nó chọt ra con đường Vĩnh Khánh rồi Tôn Quốc Thuyết rồi con đường Hoàng Diệu nhiều lắm. Đây là con đường Tôn Đản nha anh chị ha. Sau khi thoát cái xóm hẻm ông Chùm hơi hồi hộp chút xíu, tại vì mình sợ mình đi vô hẻm cục rồi vô tình bà con thấy camera nó vô đây quay cái gì nó phiền, nên đến vậy camera Sony phải phủ một cái áo dắt ngang dạng vậy rồi đi vòng vòng. Anh chị thấy không, ngày xưa thì đối với những cái xóm mà Đức Dự đó nhảy xuống dòng kênh đen, thế là thoát lúc hiện đó, thì đối với cái hẻm này thì anh chị thấy như thế nào? Đúng là lúc thoát lúc hiện, cứ chỉ cần hẻn một cái là coi như chúng ta sẽ mất tích. Đó là cái Đất Dữ năm xưa đó anh chị, cái xóm ông Chùm 5 gam đó, để chia sẻ với anh chị. Tất nhiên là anh chị thông qua cái clip nhìn nhà cửa, nhìn người dân thì anh chị cũng hình dung ngày hôm nay như thế nào anh chị ha. Có những căn nhà rất là nhỏ, nhà ộp ẹp lắm, nhà nhỏ đến nỗi mà ta kê cái bếp ga để nấu ăn ở phía ngoài hẻm luôn anh chị. Cuộc sống thì có những người thì cái phòng khách ngày xưa đâu làm nhỏ xíu làm gì có phòng khách, thế là người ta bắt hai cái ghế cái bàn, thế là ta uống cà phê ngay cái hẻm đó là một cái phòng khách luôn. Đây là con đường Tôn Đản và xa xa đó là con đường Tôn Thất Thuyết. Trước mặt anh chị đó ngày xưa là cái chợ, cách đây 3 năm trước dịch thì cái chợ, nhưng mà sau dịch thì tạm đóng phong tỏa mà anh chị, thế là bây giờ cái chợ này không còn nữa, dẹp chợ luôn rồi. Và ở đây nó có bến đò để đi qua Tân Kiển bên quận 7, khu vực nguy hiểm cấm lại gần. Cái nhà này nó xuống cấp ghê trầm trọng lắm rồi. Cấm lại gần. Rồi cái hướng này là về cầu Tân Thuận trên con đường Tôn Thất Thuyết. Đi một đoạn rồi xong rồi xin đi quay lại. Còn mé bên phải là một cái dọc kênh tẻ, bên đây là Tôn Thất Thuyết, bên kia là Trần Xuân Soạn. Tới đây mình quẹo lại đi anh chị. Nắng quá. Thì anh chị thấy không, trong cái xóm mê cung đó tự nhiên thấy một cái chợ tự phát bán trong xóm hẻm thôi,
thì bà con trong chợ thì ra chợ sớm chiếu chi, mua trong chợ đó luôn, cái gì vẫn có. Còn ở đây thì chợ Tôn Thất Thuyết cũng hai bên lề đường như thế này nè, một cái chợ tự phát thôi. Chiều đối với chợ này thì 2 giờ sáng và chiều cũng đông. Và xa xa anh chị thấy có cầu Kênh Tẻ, thì cái cầu này cầu mới sau này thôi, nó bắt từ quận 4 qua bên hướng quận 7, cầu Kênh Tẻ. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng á, thì chúng ta sẽ ra cuối con đường Bến Vân Đồn, ngay cái góc mà ngày xưa anh chị lòn vô cái nhà máy thuốc lá Khánh Hội đó, nhưng mà nhà máy thuốc lá Khánh Hội giờ không còn là nữa anh chị. Đó, cây cầu bây giờ mình sẽ quẹo con đường mang tên là Khánh Hội luôn anh chị ha. Đây là một con hẻm đây, con hẻm của con đường Tôn Thất Thuyết, một con đường đất đỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì anh chị thấy nó là một trục lộ chính để từ quận quận nhất rồi xong đi qua quận 4 rồi qua quận 7. Trước mặt anh chị đó là cầu Kênh Tẻ bắc qua quận 7 đó anh chị, và hồi nãy là con đường Tôn Thất Thuyết chúng ta đi ngay, bên hông cầu nè. Nãy đang quay phim tự nhiên tắt máy đột ngột, tại vì nóng quá đó anh chị, thời tiết nóng quá chưa bao giờ có hiện tượng là camera tắt đột ngột, tại nhiệt nó lên cao quá, con người mình chịu không nổi, làm sao máy móc chịu nổi. Và xin đi thì sẽ đi con đường Khánh Hội, ngày xưa nó là một cái hẻm của con đường Tôn Thất Thuyết thôi, con đường đất đỏ, thì con đường này nó nằm thẳng ra Bến Vân Đồn. Đó anh chị thấy không, đây là một cái trục lộ chính đây, bắt từ quận nhất qua quận 4 qua quận 7. Anh chị thấy nhà cửa, những con đường chính thì ở quận 4 nhà cửa anh chị thấy sang sát nhà lầu không, thì đó là một cái hình ảnh. Chúng ta đi ngang quận 4 thì chúng ta thấy trời ơi sao quận 4 phát triển, nhưng mà khi mà đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ có nhiều cái nhìn nhận khác nhau. Đây bên phải là cái chung cư cũ nè, nghe nói cảnh báo cũng muốn sập rồi đó. Sunny sẽ chạy thẳng con đường này để chúng ta ra Bến Vân Đồn luôn nha anh chị ha. Đi cho anh chị thấy trọn vẹn quận 4, có cảnh này cảnh kia, có những xóm hẻm, có những cái building, nhà lầu, những con đường chính. Những con đường phụ bây giờ được mở rộng và mang tên số không anh chị, có những con đường chính thì có tên thôi. Với con đường Khánh Hội này thì chúng ta ngang qua ngay chỗ cư xá Vịnh Hội. Rồi chúng ta chuẩn bị chạy tới con đường Hoàng Diệu phía trước mặt. Đây, cư xá mé trái mé phải là cư xá Vịnh Hội. Đây cư xá Vịnh Hội đây anh chị.
trước mặt anh chị đó là bến Vân Đồn, bên kia là bến Chương Dương. Bến Vân Đồn ngày xưa thì mang theo cái dòng kênh bến Nghé này, nguyên dãy nhà sàn. Chúng ta chuẩn bị đi ngang qua cây cầu Dừa. Con đường này ngày xưa nó nhỏ lắm, cây cầu Dừa cũ vẫn còn, nó mấy bên trái anh chị. Và chúng ta thấy xuất hiện những cái chung cư cao cấp building, văn phòng cho thuê, cây dừa, cầu dừa. Rồi, xin đi tới đây thì cũng rất là vui. Mời anh chị chúng ta sẽ khám phá quận 4 ngày hôm nay như thế nào. Xin đi cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ phía trước mặt mé bên trái là con đường Nguyễn Khoái để chúng ta về Tôn Tất Huyết. Rồi tới đây thì xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Bye bye.